Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay là em đang ở tại thực địa ngay mặt tiền đường Ngô Đến của phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị một căn nhà có thể vừa ở vừa kinh doanh chỉ bằng tiền đất. Đúng nghĩa là bán đất tặng nhà luôn chị. Phía sau lưng em đây, lô đất có căn nhà này có tổng diện tích là 117 m². Hiện tại là nằm trên mặt đường ô tô rộng 8 m và sau này quy hoạch mở rộng 12 m. Sau này và diện tích thực tế của căn nhà là một trong sổ là 117 m² và thực tế là 150 m² luôn anh chị ạ. Rất là đẹp. Có hơn có 100 m đất ở đô thị. Và anh chị thấy điều gì sau lưng em không ạ? Đó, căn nhà này điểm cộng đặc biệt là cách ngay khu du lịch suối khoáng nóng của Tháp Bà là chỉ tầm 50 m thôi, cách 10 căn nhà. Khu vực này có thể vừa ở vừa kinh doanh mua bán luôn. Căn nhà này với giá bán là 2.990 tỷ thì em chia ra đâu đó chưa tới 30 triệu cho 1 m². Giá này còn rẻ hơn giá đất tại khu vực luôn. Thì từ vị trí của em đang đứng đây là cách ra ngay đường 2 tháng 4 là 2,5 km và cách ra đụng biển luôn. Ngay trung tâm chỗ ngay Yến Xào là chỉ tầm khoảng 3 km đường ô tô thôi. Và gần khu ở đây là hiện tại là mình gần khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà nè, gần Tháp Bà và đây là đường thông luôn anh chị, mình có thể đi thông ra cầu sắt thông qua đập ngăn mặn của Nha Trang luôn, rất là đẹp. Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ quay review xung quanh và tím sẽ bay thêm vài hình ảnh lên cam nhìn cao để mình xem thêm nha. Đây anh chị, hiện tại là phía trước em đây chính là khu cổng vào ngay khu du lịch tắm bùn suối khoáng nóng của Tháp Bà, rất là đẹp. Đây là một khu du lịch rất là nổi tiếng tại Nha Trang, chắc ít nhiều là cô chú anh chị coi là cũng đã nghe tới khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà rồi đúng không ạ? Bên hông này là có một cái đường để đi thông qua bên Vĩnh Ngọc của Nha Trang mình, đi đường cầu sắt qua. Đây, khu vực này rất là nhộn nhịp luôn. Cuối tuần là du khách trong ở địa phương nè và khách du lịch cũng rất là nhiều. Từ vị trí này là cách ngôi nhà của mình là tầm 10 căn nhà thôi. Thì em sẽ quay trực tiếp ở đây khu du lịch này để em đi vào trong căn nhà để cho cô chú anh chị mình xem. Đây là tổng quan phía trước về khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà của Nha Trang mình. Có sức chứa rất là lớn và tiếp những đoàn khách trong nước, ngoài nước rất là nhiều. Đó, xung quanh đây là anh chị thấy là hầu như hai bên đường khu vực này là mình có thể là vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Hiện tại là ở đây là chiều rồi, hiện tại là em đang ở vào chiều trong tuần chứ còn thời điểm này cuối tuần rất là đông, hầu như ở đây là cuối tuần là khách ở địa phương mình cũng rất là nhiều và có những đoàn khách ở nước ngoài, khách tour. Đó, xung quanh anh chị thấy là ở đây là mật độ xây dựng được cao tầng nè, ở đây là có những căn nhà 2 tầng 3 tầng tại khu vực này rất là đẹp. Căn nhà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị là chỉ bằng tiền đất thôi. Ở đây mặt tiền đường Ngô Đến này hiện tại là giá đang dao động là từ 30 cho tới 35 triệu cho 1 m². Đất ở đô thị, vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Vị trí rất là đẹp, gần khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà. Đường hiện trạng là đường 8 m. Đường này là 2 xe 50 chỗ là chạy thoải mái luôn nha anh chị. Và sau này quy hoạch mở rộng 12 m luôn. Đất ở đô thị. Đây. Đó, đây là xung quanh và tổng quan phía trước căn nhà của mình. Phía này là đi thẳng này là đi ra đường 2 tháng 4 là cách đường 2 tháng 4 là 2,5 km, cách biển là 3 km. Đây, đây là phía trước mặt tiền của căn nhà của mình. Ngang phía trước là 6 m, ngang phía trước là 6 m, dài là trong sổ là 19,7 m, tuy nhiên là thực tế là dài 25 m. Giống như hồi nãy có nói qua trong sổ là 117 m², nhưng mà thực tế là tới 150 m² luôn anh chị ạ. À. Em chỉ với 2 tỷ 990 triệu thì em chia ra đâu đó chưa tới 30 triệu cho 1 m. Thích hợp để vừa ở nè, có thể là vừa kinh doanh hoặc là cho thuê lãi dòng tiền cũng rất là tuyệt vời. Bằng tiền đất thôi mà có sẵn một căn nhà để ở nè. Phía trước đây mình có thể là cải tạo kinh doanh buôn bán, có thể là quán cà phê nè hoặc là cửa hàng tiện lợi. Bởi vì vị trí của mình rất là đẹp và tiềm năng là nằm cách khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà là chỉ có 50 m thôi. Đó. Em đi thực tế cho anh chị xem luôn. Và hiện tại là chiều nay là đang bị cúp điện, nhà thì điện nước đầy đủ rồi anh chị ạ. À. Đây, cổng vào. Với bề ngang 6 m như thế này thì ở đây cô chú anh chị mình có thể là ô tô vào mình chạy thoải mái luôn. Phía trước là mình có thể là cải tạo lại một cái khoảng sân vườn hoặc là mình có thể là kinh doanh kết hợp là mình kinh doanh quán cà phê cũng rất là hợp lý luôn. Với một khoảng sân rất là rộng. Khoảng sân là đâu đó là rộng tầm hơn 50 m². Căn sân này chắc đâu đó cũng phải tầm 60-70 m² anh chị ạ. À. Rất là mát. Rồi. Hiện tại là anh chủ anh đang sửa sơ căn nhà.
Đối với căn nhà này sẽ có kết cấu là một phòng ngủ, một nhà bếp, một toilet. Phù hợp cho cô chú anh chị mình có thể là vợ chồng lớn tuổi ở hoặc là đôi vợ chồng trẻ ở, và phía trước mình kết hợp kinh doanh cho thuê cũng rất là hợp lý luôn. Chưa tới 3 tỷ, sổ hồng đầy đủ. Trước đây là anh chủ là anh rao 3 tỷ 6 nhưng mà anh hạ bây giờ 3 tỷ bán cho nhanh anh chị. Đó, trần trong nhà là bằng sơn trắng nè, trần ốp thạch cao hết, trần thạch cao hết rất là đẹp. Phía sau là sẽ gồm một nhà bếp, không gian của nhà bếp đây. Hiện tại là đang bị cúp điện, giống như em có nói qua là đang bị cúp điện, ở đây là không gian của nhà bếp. Thì hiện tại anh chị thấy qua đây là một cái nhà cấp 4 bình thường thôi. Và bằng tiền đất, mình lợi đây là mình lợi có một bộ khung của căn nhà, mình có thể ở, kinh doanh mua bán, hoặc là anh chị nào thích mình có thể cho thuê lãi dòng tiền cũng rất là tuyệt vời. Ngay khu dân cư, vừa nhà vừa đất chưa tới 30 triệu, có thể ở kinh doanh mua bán cũng rất là tuyệt vời. Đó, anh chị thấy chiều dài của căn nhà đây. Từ đây xuống, căn nhà này là hướng Tây Nam nha anh chị. Từ đây xuống là 25 mét. Và anh chị thấy phía sau của mình đó là ở đây là mình phía phía sau mình đó là giáp một cái núi. Núi này rất là cạn cho nên mình cũng không sợ bị sạt lở. Đây là núi cứng nè, núi đá cứng nè anh chị nhìn thấy nè. Đây là núi đá cứng và kết cấu như vậy xưa giờ rồi cho nên là mình cũng không sợ là đá rồi bị mưa gió sạt lở. Đó. Ví dụ những cái đồi mà mình đất thịt rồi thì mình sợ cho đây đá cứng một cái tảng rất là to phía sau như thế này thôi. Đó, kết lại như thế này. Phía sau là giáp một cái đồi đồi núi. Gọi là núi á, núi này nó cũng thấp lắm anh chị à. Nó đứng từ xe rất là thấp luôn. Tí em sẽ bay mấy cái hình ảnh live cam lên thì anh chị sẽ thấy toàn bộ căn nhà của mình đây. Đó, phía trước. Nhà thì nhà cấp 4, ở trên là mái tôn và bên trong là đã lót trần thạch cao hết. Đầy đủ công năng, có toilet, nhà bếp và một phòng ngủ lớn. Anh chị ở xe là mình có thể cho thuê. Ở đây là mình, ví dụ mình đầu tư nè, mình có thể cho thuê lãi dòng tiền. Hoặc cái hai là cô chú anh chị nào ở, mình có kết hợp bán quán nước, tạp hóa. Bởi vì cái tiềm năng ở đây á, gần gần sát bên khu du lịch Suối Khoáng Nóng Thác Bà. Cho nên là một cái lượng khách mà lượng người cuối tuần về đây rất là nhiều. Khu vực này rất là nhộn nhịp luôn. Vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Đối với tầm và ở đây là cách biển cũng rất là gần, cách biển chỉ 3 km thôi. Và tầm tài chính ở Nha Trang mà tầm trên dưới 3 tỷ để sở hữu một căn nhà mặt tiền. Có thể vừa ở, vừa kinh doanh mua bán và sau này còn tiềm năng mở rộng 12 mét cạnh khu du lịch. Lớn ở Nha Trang đó là khu du lịch Suối Khoáng Nóng Thác Bà. Rất là tiềm năng đúng không ạ? Một căn nhà như thế này mà bằng tiền đất thôi, chỉ có 3 tỷ. Phí một khoảng sông rộng phía trước nè, để ô tô kết hợp kinh doanh mua bán cũng rất là tuyệt vời. Đó. Hiện tại là em đang ở đây vào lúc là 4 giờ kém chiều. Cây cối nè. Rất là nhiều. Đó, đường thì anh chị thấy rất là nhộn nhịp. Xung quanh và đối diện nhà của mình nè, cũng có tạp hóa, quán nước. Ở những khu vực này là vừa ở vừa kinh doanh mua bán hết. Rất là đẹp luôn. Hầu như khu vực này là quỹ đất trống chỉ còn vài lô đất như thế này thôi. Còn từ đây đổ vào trong khu du lịch Suối Khoáng Nóng Thác Bà, hầu như là hai bên là nhà ở rất là nhiều. Khu vực này được xây dựng cao tầng. Có những căn nhà 2 tầng, 3 tầng ở khu vực này rất là đẹp luôn. Đó, tổng quan phía trước em đứng này để cô chú anh chị mình xem căn nhà của mình. Ngang 6 mét đó và dài 25 mét. Hậu phía sau là 5,6 thì căn này nó ra tấp hậu nhưng cũng không đáng kể mấy anh chị à. Tấp hậu chỉ gọi là 0,4 mét thì tương đương đâu đó là 40 cm thôi. Thật sự là nó cũng không đáng kể gì mấy, đúng không ạ? Nhưng mà tấp hậu nhiều thì nó xấu chứ còn chỉ có 0,4 mét thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Bù lại ở đây là bằng tiền đất lại có được một căn nhà cấp 4 như thế này, vừa ở vừa kinh doanh mua bán hoặc kết hợp cho thuê lãi dòng tiền cũng rất là tuyệt vời. Phù hợp mọi công năng sử dụng luôn. Đó, đối diện đây là quán nước tạp hóa này. Rồi, ở đây là để em sẽ lấy luôn cái sổ cho cô chú anh chị mình xem. Cái sổ hôm nay là về đây sổ về cái bản quy hoạch luôn. Đó. Sổ rất là đẹp anh chị à. Tuy nó là tấp hậu nhưng mà nhìn rất là vuông vức luôn. Đó, đường là đường quy hoạch 12 mét đây. 117 mét vuông và có 16 mét quy hoạch thì sẽ còn lại là đâu đó là 100 mét vuông nhưng thực tế là rộng tới 150 mét. Quy hoạch 16 mét thì đâu đó còn lại là 135 mét vuông. Đây là bản kiểm tra quy hoạch đây anh chị, đóng dấu đây.
nhìn sổ rất là đẹp, hình đất rất là đẹp luôn. Ngang ngang 6 mét nè, và tốc hậu là coi như là đây nè. Hậu đây là có 5, hậu 5,6 là tương đương là chỉ có 0,4 thôi. Thật sự không ảnh hưởng mấy cho một căn nhà 6 mét mặt đường đẹp như thế này, vừa ở vừa kinh doanh mua bán luôn. Rồi, để em sẽ bay một vòng hình ảnh lên kênh bên cao để quý cô chú anh chị mình xem thêm nha. Đây, anh chị, với góc bay la cam này, em sẽ bay từ vị trí của căn nhà, bay xung quanh để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn. Đó, đối diện căn nhà của mình, cách vài căn nhà phía trước đó chính là view sông, và bờ kè sắp tới là có quy hoạch làm bờ kè sông cái ngay đoạn này luôn. Rồi, xung quanh căn nhà của mình, thì anh chị thấy là xung quanh đây là dân cư ở nè. Và phía sau là dép một cái đồi, xung quanh là sạch đẹp, không lỗi, không dính mộ. Với khí hậu là sau là gần đồi, thì khí hậu ở nơi đây cây cối sẽ rất là thoáng mát trong lành, và phía trước là view sông nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Về điểm cộng ở đây, vị trí của mình rất là tiềm năng, nằm ngay trước khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng của Thác Bà. Đây là tổng quan về toàn bộ quy mô khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng Thác Bà đây anh chị. Về phía trước là đoạn đường cầu sắt và cầu ngăn mặn, đập ngăn mặn của Nha Trang mình. Đây là khu vực xung quanh căn nhà rất là đẹp luôn đó. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như bay vài hình ảnh là cam cao á, thì nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về căn nhà mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng không ạ? Chỉ bằng tiền đất tại khu vực có một căn nhà cấp 4, có thể vừa ở vừa kết hợp kinh doanh mua bán hoặc cho thuê lãi dòng tiền cũng rất là tuyệt vời. Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến căn nhà này, hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm xin mời anh chị đi xem nhà thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm quý tất cả mọi người.